lắng động lời Chúa. Thứ sáu tuần 18 thường niên, Thánh Đa Minh Linh Mục, Matthew chương 16 câu 24 đến câu 28. Lời Chúa, Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Matthew chương 16 câu 24. Câu chuyện minh họa, có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thánh giá quá nặng. Chúa bèn đưa người đó đến một cửa hàng có các thánh giá đủ cỡ để người đó lựa chọn. Người đó hâm hở bước vào cửa hàng và những cái thánh giá của mình vào tường. Người đó tự nhủ trong lòng: đây là chuyện cả đời người ta phải hết sức cẩn thận. Thế là anh ta đi rảo qua khắp mọi lối đi của cửa hàng, thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác, nhưng không có một cây nào làm anh vừa lòng. Cây thì quá dài, cây thì quá ngắn, cây thì quá nhẹ, cây thì quá nặng. Anh lại tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng anh đã tìm được một cây thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến với Chúa và nở một nụ cười mãn nguyện: lạy Chúa, đây chính là cây thập giá mà con hằng tìm kiếm, con xin vác lấy. Khi anh vừa hí hửng ra khỏi cửa hàng thì Chúa mỉm cười nói với anh: ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã vác vào và dựng ở tường của cửa hàng. Suy niệm: theo Chúa là đi trên con đường hẹp, con đường thánh giá, con đường đầy những thử thách và cam go, đòi buộc chúng ta phải bước đi mỗi ngày. Trên quãng đường đi ấy, đòi hỏi chúng ta phải bỏ đi rất nhiều thứ cản trở ta đến với Chúa. Thánh giá Chúa trao cho mỗi người chúng ta đều vừa sức với từng người. Vì thế, nếu chúng ta vui lòng vác lấy thì thánh giá ấy sẽ dẫn ta đến vinh quang. Bởi không có vinh quang nào mà không qua thánh giá, không có hạnh phúc nào mà không qua đau khổ. Điều kiện để theo Chúa thật đơn giản đối với những ai có lòng yêu mến, nhưng thật khó đối với những ai không biết chấp nhận và không biết từ bỏ. Thánh giá của tôi mỗi ngày là gì? Tôi có vui lòng vác lấy thánh giá đời mình chưa?